Tính tiền thôi. Đau quá bác. Đau đau nhiều. Rồi đi thử qua kia lên đi. À đó, đau cái mông vậy đó ha. Dạ, có đơn từ thắt lưng đó này. À rồi, thấy rồi. À rồi. Rồi đi đừng quá lâu. Không đi, không có đi chợ nữa, thôi đi bệnh viện vậy. Rồi đây đi. Bị bao lâu rồi? Dạ 11 năm. Ôi trời ơi. 11 năm rồi. Rồi trước đó là bị gì? Tai nạn rồi té rồi cái gì vậy? Có bị điểm thôi. Dạ. Rồi đi chữa đâu rồi? Mười trong 11 năm đó. Cũng đi vòng vòng thầy này thầy kia đi bấm nguyệt rồi đi châm cứu. Rồi đi chạy điện. Mà nói thiệt nha. Dạ. Là mấy ngày này học á. Dạ. Có nhìn năng hút không khí vòng đá đàng hoàng không? Dạ, nhìn năng có nhìn năng không? Dạ. Nghiêm túc không? Dạ nghiêm túc. À, quan trọng là chỗ đó. Đều gì tốt rồi. Ở đây là chỉ điều chỉnh thôi. Nha. Rồi cái cơ bản vẫn là cái đó. Ok. Rồi ai làm bác sĩ tăng màu được? Rồi bước lên. Đứng đi thì thấy rồi. Rồi trong khi ông này ông làm tôi hỏi đừng có trả lời, đừng có quay đầu lại đi nha. Nhà ở đâu? Nhà Thủ Đức. Ở Thủ Đức. Rồi biết làm sao mà tới đây? Con đi YouTube. Rồi YouTube. Rồi học. Như vậy là bữa nay là mấy hôm rồi? Cái này là 4 hôm. 4 hôm. Dạ. Rồi thấy sao rồi? Đi về là vừa làm xong thì nghe khỏe khỏe thì mình về nhà ngủ dậy dậy cũng nổi thôi. Mới mà. Cái quan trọng là chịu khó. Dịnh năng rồi hút không khí cho nhiều ha. Dạ. Ở nhà có vườn có tường gì không? Dạ không. Dạ. Ở xét xét chắc nhau thôi. À, cực quá vậy. Hồi trước là bị có té cái gì không ta? Dạ không. Cứ tự nhiên vậy đó. Dạ, chắc bệnh nghề nghiệp đó thầy. Nghề nghiệp làm gì? Bán vé xe buýt đó thầy. Bán vé xe buýt đâu có bộ đá mới... Không có thầy ơi, không lên không xuống khi vậy. À, ghi rõ trên đầu em. Dạ, một đêm tiếng số 8 thì nó nặng lắm thầy. À, nhưng mà là nhân viên hay bà chủ? Chủ với nhân viên luôn. Đó, bởi vậy. Bởi chết là phải rồi. Nhờ chủ nhìn nhân viên luôn. Tại vì thường thường làm chủ mấy cái đó. Ok. Hả? Rồi nằm lên. Lăn người lăn từ đầu rồi. Lăn qua tay á. Đau quá. Nó giật tôi nghe cái nứt tưng tưng đó thầy. Tưng hả? Rồi hỏi rồi hôm nay là 11 năm nay đi có bị giật giật không? Dạ nó bị mới bị năm nay thầy ơi, còn mấy năm trước nó không bị rồi. Dạ. Rồi nó có bị giật đi có bị giật giật không? Dạ không, mấy năm trước có. Bây giờ con, có? Con bị từ hôm tháng 6 tới nay thầy. Ờ vậy hả? Dạ. Sao bây giờ ha? Rồi mềm ra đừng đứng gồng. Gồng cái là được nè, mềm lên nè. Đi, đây gồng vô là cái bè kéo gãy cổ á. Nó mềm nè, đó, vậy đó. Nghe. Rồi, kéo giờ thấy sao? Đúng rồi, nhưng mà kéo ra cái nghe có đang rách gì ở trong lưng không? Dạ, có nghe. Nghe rồi hả? Dạ. Rồi, xong rồi, về quay qua đây đi. Đó, nghiêng qua. Mình được thốc diện mà mình chữa đốt nó thầy. Chữa đốt nữa. Dạ. Được 3 đốt, 3 đốt. 3 đốt luôn. Dạ. Mềm ra đi, đừng. Đừng gồng. Đừng cứ thả lỏng ra đi, đừng gồng nó. Té được chịu chưa? Dạ. Rõ không ra đó. Rồi, đúng rồi. Bị đòn á, mềm người ta đến mới sửa được. Ờ, quay vào đây. Đó, im vậy đi, im, đừng. Tôi biết tâm thân mình đi vậy.
xây giảm cái mức độ. Rồi, bây giờ nghe sao rồi? Nghe khúc này thôi. Nghe khúc này giờ làm khúc đó. Bỏ cái đầu nha. Gặp thầy. Rồi quay mặt qua như vậy. Rồi. Rồi quay rồi ngang nằm nghiêng, nằm nghiêng. Đó. Đó, rồi lui ra ra bên đây. Đó, đúng rồi. Nó còn đau. Đau chứ. Đau nghe lắm rồi. Này xuống chút xuống đây. Thả lỏng tay chị ơi, không ngờ vẫy tay được. Thả lỏng tay xuống. Ai. Khoan khoan lại lại, ông đẩy sát vô nè, rồi đẩy luôn chứ đừng có nhúng nha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, nằm mê lúc chị em. Rồi, luôn ở đây mà. Rồi, đi qua.
rồi nằm quay chân lại đây, nằm ngửa ra. Đó rồi, nãy giờ nghe sao rồi? Nghe đã đỡ được chút rồi. Đã đỡ rồi hả? Còn nhức khúc này xuống. Nó còn nhức khúc đó hả? Ok. Rồi biết cái này là gì không? Dạ là cái bộ đỏ. Không có biết cái tay bấm này là bấm gì không? Bấm gì bộ bộ tâm kinh. Vậy hồi đó coi không biết sao mà nghe ghiền đúng không? Để gì hiểu vậy, nó cái gì đâu học thì ngủ bộ tâm tin chứ vô tay thầy là tá quả tâm tin. Vì này á là giỏi lắm, nghe ăn bấm cái là không có thua gì hết. Đau đớn bao nhiêu năm rồi, không thua gì đâu. Đó. Cái chị cảm thấy mình sẽ mơ bò vậy không? Lát nữa đứng dậy đi tỉnh bơ rồi nè. Vậy là bò không phải không? Nhưng mà khi làm này xong á là phải rim phải 2-3 ngày. Tại vì cái đốt sống hồi xưa giờ nó bị chèn á. Thành ra là đi mỗi lần đau biết cười. Mọi người cứ thấy mà mình đau chứ mình cứ cười, chứ còn người ta đau khổ người ta khóc mình cười mới đã. Đó vậy đó. Đau lắm, bây giờ mới biết phải không? Dạ, đau lắm. Hồi trước đó mình coi trong cái gì đó. Dạ. YouTube mình đâu biết đâu. Mình gì vô mình thấy là đau. Dạ. Sao vậy thầy? Xong rồi. Rồi. Dạ. Bắt đầu quay trở lại lần nữa. Bắt đầu quay. Bắt đầu cái mông mình trái. Hai cẳng luôn vậy à? Hai cẳng luôn. Rồi, đúng rồi, nằm thẳng ra. Đấy là con nằm ra nha. Bây giờ thấy cái nhẹ rồi đó. Quay qua quay lại thấy nhẹ hồi nãy quý bỏ cũng được. Bây giờ là thả lỏng người ra mềm là hết. Để chỉnh cho lại một lần nữa cho nó ngon luôn. Tôi chỉ là kéo này kéo là kéo bớt, bớt bao nhiêu liền. Đó. Mềm, rồi mềm. Đó, đúng rồi đó. Ô trời ngon quá. Ôi ngồi dễ được rồi. Bà lắc thử coi cái mông nó này sao. Được rồi, cứ bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Bây giờ là sau cái cơn chấn động là nó kinh khủng lắm rồi. Hồi xưa là cái xương nó bị ép vô. Ra bây giờ khi mình làm nó xếp trở lại rồi nó còn bị chấn thương nữa đó. Em nhưng mà nó vô trong khớp rồi. Nghe bây giờ có thể đứng dậy được chưa? Rồi đứng dậy đi. Tôi không dám vậy chị. Đúng gì đâu, đi tự nhiên. Đấy. Rồi ngon lành. Không. Bị gì? Thực ra là cái này nó quen rồi. Còn đau khúc này rồi. Còn đau là khúc đó. Rồi, đi nhanh lên. Giờ đi nhanh lên. Vậy là cũng bớt nhiều lắm thầy ơi. Bớt nhiều lắm rồi em, có vậy đó. Mà giờ thấy đi khác hơn rồi em. Đi khác hơn rồi. Mà giờ nghe nhẹ rồi em. Ok. Không có gì. Ta lấy một miếng đá lạnh để trộn ngay chỗ cuộc sống linh thầy. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà,
bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.